Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chiều nay về xong nhà đi thả lưới cá bạn ơi. Hôm gà đi rừng cũng mấy chuyến rồi, nhớ mùi cá mì dinh này. Đi rừng chứ này câu không dính cá mì dinh nữa chân à. Nên giờ hai chồng mình ra xong chuyến mì dinh nha. Giấc này cũng hơn 6 giờ rồi, trời cũng sập tối rồi. Nhưng mà nước cũng ngon lắm, mưa mới tạnh. Nước thấy ấm quá nên là xong chuyến vậy nó hai tay lưới coi. Tay lưới thả. Với lại một tay lưới giăng, lưới này dưới là 3 màng luôn á, 6,5 phân, còn tay này thì lưới giăng 6,5 phân luôn, bỏ tay dưới 6 phân rồi chứ, 6 phân dạo 2 mét, còn tay này thì dạo khoảng 4,5 m, 4,6 m gì đó, rồi lụm thôi bạn ơi, mời bạn cùng hai chồng mình lên sông đi thả lưới cá nha. Bữa nay cuốn lưới khuyến mãi thêm gì chương trình âm nhạc quá xá bạn ơi. Giấc này mình cuốn tay lưới giăng trước lưới ngầm á, giăng ra sông luôn à, giăng ngay sông luôn. Bà báo cái kéo mà ông nhìn hồi dính chữ khai trương con cá nước ngoài để cái vợ kia đi lớn lưới mình giăng đáy này cái chịu cái út cái coi đi trúng nguyên vậy á sát đáy cái út dữ lắm. Bữa nào chúng mày câu một cái rồi bỏ luôn. Bậy đâu, thái thái kéo lên cắn tư. Nước không. Chìm được có mấy con mà ơi, hình như ba con cá út chơi 4-5 cái rảnh gì đó. Giấc này ta lưới nổi nha. Lưới chìm với lưới nổi nhưng mà khi nó nghịch nhau. Nhiều lúc con cá đi sâu quá. Mình giăng lưới chìm dính còn cá nó đi lẫn thì giăng lưới nổi. Cũng có khi chết hết con trận.
một em. Cá này thấy nó nằm mé bên kia bạn ơi, nửa sông chở qua bên kia. Mé bên đây ít. Cá bự. Đây, đốm. Mè dính bự. Có cá bự vậy đó cuốn mới đã. Ít ít mà cũng được, chất lượng là ngon à. Này mình cần chất lượng đi. Chứ tình hình bữa nay là số lượng là chắc không có rồi đó. Ê, có cá nha. Kỹ rồi. Ê bự à. Ghi mảnh. Còn dưới à. Ở dưới còn á, chắc cá mày dinh quá, ghi mảnh lắm. Coi chân mày dinh khủng. Bự dữ ta. Bự dữ chưa? Dữ. Cái gì cháy mà ngợp dưới ta? Để đốt rác vậy. Vô bầy cá rồi bạn ơi. Cá này đi lửng không? Văng trên khơi dính chứ ra sâu không biết. Chỗ này còn 2-3 con nữa, nó còn gì vậy dữ. Quá vậy. Quá à, bạn ơi, vô rồi. Đúng bầy rồi. Vô bầy rồi. Rồi. Dính lý lịa vậy đó mới ham đó.
Ui ba con ơi. Một sâu luôn. Giác này hên quá bạn ơi, cao kê nghỉ rồi. Giải lao hay gì rồi. Giác vô đập đá quậy ly cà phê xong ra ca tiếp. Chắc biết hai chồng mình cuốn lớn nghỉ hát á. Thôi kệ, nửa tiếng nữa hát nữa. Nửa tiếng nó cuốn xong ta lưới là ngon luôn. 20 phút thôi được rồi. Cá này dính là gai không điệu bạn ơi. Xa xa dính vài con, xa xa dính vài con à, chứ không có điều lưới. Phải điều lưới mới ngon. Hơn nửa tay gì rồi. Không á, hai con. Đi cặp. Cái rảnh cũng lứa lứa luôn à. Không có bự. Xa xa dính được thúng mà. Hai bà con, hai bà con. Khó bự á. Cá này không mới đã nè. Gỡ mà có gách lưới rồi mới ham. Đó, dính bự. Có quậy quá là ngon rồi đó, có im ru là mệt lắm á. Nước văng đồ, nhớt đồ, làng đủ được. Nãy giờ lâu quá mới được con cá mì Vinh. Tới số rồi. Vậy 716370. Tới số rồi, tới số rồi. Cá cũng phải mùi số nữa. Giờ xong dục chơi liều phiều. Thank you.
gỗi. Tập trung. Cá bự. Sẽ luôn. Trời ơi, mình gỗ tới số hết lưới rồi bạn ơi, còn khoảng gắn kiếm con nữa được rồi. An ủi, an ủi. Ý, bự gì? Thôi, hên, hên. Cái chót dính quá dính rồi. Hai ba con gì đó. Trước mắt là dưới nước còn con nữa đó. Không biết có thêm con nào nữa không nha. Khoảng cuối cùng luôn á. Con mày dính bự nè. Dính tới cái chớp luôn bạn ơi. Dính tới cái khoen chì luôn rồi. Đó đi dính, cái dính vậy đó. Còn nữa không? Tính vào khoảng lưới cuối đã ta. Khoảng lưới cuối làm hơi như 4 con này vậy. Rồi, 6 phiên.
thành quả cũng êm ha bạn. Như đây chắc cũng hơn 3 kg. Cá này nó dính cũng có cục nhưng mà nó dính không có đều lưới, chứ phải đều lưới là ngon. Được cái mì gỗ nè, với lại bàn cá út này, cá út nè, út là kho khô hoặc kho me nấu chua cũng ngon nữa, thịt rất đã lắm, ăn ngon. Ba con à, thả lưới ngầm này phải thay hơi nên chúng mày cá út này dính dữ lắm. Được con mì dinh bự bự nè, đã ha, mì dinh trọng trọng luôn. Cá mì dinh này ăn ngon lắm nè, cá mì dinh bạn thấy cái đầu như xíu cái dãy nó trắng trắng nè, cá này ăn ngon nè. Cá này thịt nó mềm, dãy nó mềm, thịt nó béo hơn là con cá mà dính đó. Con này mà được bự cả nửa ký kho lạc ngon lắm, ăn như cái he vậy đó, béo á. Đây mới cái dãnh cũng mềm, chắc hơn 3 kg cá cũng ngon lành ha. Rồi em lâu lâu về Sóc Trăng ra sông Hậu rồi phải xong cái côn phải nhớt nhau đầy mình gì mới đã. Đó, ngon lành. Thôi giờ gọng cá các bạn ơi, đeo dọc dọc rồi nó đuối á. Gọng cá nó tươi sáng nha, mình bán đồ nó cũng ngon. Nhưng mà cá này chắc để cao chả ăn rồi. Hôm nay thèm mì dinh rồi. Hôm nay cá cha nhiều quá thèm mì dinh. Cạo chả vụn hôm qua ha, đúng bài luôn á. Nhiều đây cạo ra được hơn ký chả, dồn nổ qua siêu to luôn á. Ngon không? Nhắc này nhỏ rồi ăn cà na ngon lạnh luôn, một chén luôn. Ê gần quá tí này. Chén cà na luôn. Cá bạn trái coi. Mới ăn được 2 trái. Mới 2 trái hả? Ngon. Nhỏ khoái mình mà khoái đồ chua. Cà na, xài không được chua không à. Đây nè bạn ơi, hồi chiều mới hoàn thành xong cái vợt cá mì dinh mới nè. Vợt này lớn lắm nha, cái dành này là nó dài hơn cái vợt mà mình mới gáp sau này là khoảng 3 tấc á. Cái dành cũ lên tới dài à, dành mới lại dài gì đó. Lưới sư tử biển lỗ 5 phân đó. Tới công chuyện mấy con cá trận này rồi. Sáng mai là bắt đầu mình treo bè, là chiều mai nước chiều là vớt nha. Vợt bạn nhìn thấy cái quy mô hoành tráng chưa, tăng cường làm trong đêm luôn á. Hồi sáng thì mình đi cắt lúa, đây lúa đây. Hồi sáng đi cắt lúa rồi chiều mình về mình tranh thủ gắt xong rồi vợt đó, nâng nước ngày mai mình chiến lúa bạn. Lúa tươi đó, ngon chưa. Lúa tươi này vớt mì dinh này nhạy lắm. Phải thời cái nước bữa nào mà cá nó chịu đi ăn một cái ha, đưa lúa tươi này xuống một cái để coi bài cá chấm cỏ còn không nha. Chứ cái lúa xanh xanh này chấm cỏ mê lắm, vợt mới luôn. Để coi cước sư tử biển này có chinh phục được con cá khủng không nha. Bữa hổm mình gáp cây vợt mà lưới 3,5 cái này xong rồi nè, mà có cái bạn kia tặng mình lưới này nè, nên mình đâu rồi, để trong đây luôn, không có gáp luôn. Tính gáp cây vợt nhỏ mà lưới này nè, nhưng mà mình xài cái này làm đa năng luôn, rất mà dinh luôn. Lưới này mình kiếm cũng lâu lắm, mà lỗ 5 phân bự hơn cái lỗ mà 4,5 mình nha. Cá 3 ngón là lọt hết, lỗ cho phá luôn á. 2 ngón tay học vô mà còn rộng, nhìn 3 ngón tay nè, cá lớn là lọt á. Rồi ngon lạnh bạn ơi, chờ bạn đón xem clip sau nha. Coi cái vật mới mình có chinh phục được cá khủng không nè, để mình rung cho bạn coi sự khủng khiếp của vật. Mà nhìn cái vật quy mô chưa, hoành tráng chưa. Cái dành đó nó chưa có khô hung nên nó còn hơi nặng nha, nhưng mà được cái lưới này nó mịn, nó cũng không có, nó nhẹ nước, bự lắm. Cái vật này bự hơn cái vật mà của mình là nhiều lắm luôn á, cái vật mà không gà vớt á. Này mà bắt cá bầy mới sướng nè, tưởng tượng cảm giác hay mà thọt xuống ha. Nào luôn cái ha, như một bầy cái khủng mà nằm trong vật mà không làm gắt được ha. Rồi nó liệt cỡ nào ta,
5-6 con á. Trời nôn lắm rồi bạn ơi, tối nay chắc mắc ngủ quá. Ghiền lắm, môn giấc cá này ghiền lắm. Lưới nhìn không thấy luôn á. Cái sợi này thì nó to hơn cái sợi mình đang vớt một tí. Dạ, đẹp không? Ghê không? Đẹp không? Chưa xuống nước luôn. Trời ẩm luôn, cái tùng mình làm cũng dữ lắm nha. Giật bự nên làm cái tùng rộng lắm. Thấy em gà mình vớt có mấy bầy cá mà nó vô vớt cái nguyên bầy đó. Giật này đưa xuống nạo cái là nguyên một nùi luôn. Rồi, lúa mới, giật mới. Bạn chờ đón clip sau ngày mai của mình nha. Để xem đêm vớt cá của mình có trúng mánh không nha. Rồi, chắc mình xin kết thúc clip đây luôn. Hẹn gặp lại các bạn những chương trình tiếp theo nha. Bye bye.